nhà của sắp ở ngủ khán đài B. Đây là thời điểm mà Thạc Quảng Sinh được trở về. Mà Hồng Quân là người đã mắc lỗi trong bàn thua của đều là những trận đấu có số lượng bàn thắng ít ỏi. Và ngày hôm nay thì trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp mà người đồng nghiệp ông Chu Đình Nghiêm phải đối mặt với những sự lựa chọn của câu lạc bộ Hà Nội. Chỉ nhìn sơ một của trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà Than Quảng Ninh ra sân trong bộ trang phục quả đá phạt cho câu lạc bộ Hà Nội, đó là Quang Hải. Những sai sót cá nhân, đường chuyền của Nghiêm Xuân Tú, đó là một pha phát động tấn công nhanh từ tình huống phong lên của Huỳnh Tuấn Linh. Không được, Quang Hải khá nguy hiểm. Không được. Omar cũng đã có pha lập công đầu tiên trong mùa giải năm nay. Bởi Nghiêm Xuân Tú. Khá nguy hiểm. Đó là một quyết định xử lý bất ngờ. Sút bóng. Thắng của Mạc Hồng Quân. Phán đoán điểm rơi và tung ra cú đá một chạm, bóng đập đất và đi vào góc khó đánh bại thủ môn Văn Công. Và đó đã là bàn thua thứ 3 của câu lạc bộ Hà Nội. Pha ra chân vừa rồi thuộc về Đúng. Ngân Văn Đại. Văn Quyết. Văn Quyết đang gặp nhiều khó khăn. Người đang di chuyển đó là Fagan. Fagan và hai trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Và lại cái cách mà hai trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã quá vất vả với một mình Diogo Fagan. Cú đá thẳng của Quang Hải. Hà Nội ở những tình huống chống phản công như thế này có thể nói là đang hết sức trời choạng. Hùng Dũng. Cơ hội dành cho Văn Quyết. Không vào. Pha di chuyển phá bẫy Việt Vị và dứt điểm bằng chân trái. Một pha bóng mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Ở vòng 1, câu lạc bộ Hà Nội cũng là đội bóng đã ghi được nhiều bàn thắng nhất. Pha xử lý khá mạo hiểm của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Cần phải biết cách rút kinh nghiệm. Quả tạt của Lê Văn Xuân. Vừa rồi là pha chính. Jermaine. Bởi trước đó thì từ Fagan, Jermaine Lynch và cả Nghiêm Xuân Tú nữa đều đã được hưởng lợi bằng những pha xử lý lập bập của hàng phòng ngự đối phương. Lái bóng về góc xa. Cầu thủ này đã có 3 bàn thì bắt buộc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có một động tác thừa của Lê Văn Xuân với Nghiêm Xuân Tú. Chưa có một tình huống tranh chấp tay đôi nào mà các trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đánh đâu ở đội bóng thủ đô. Có quá nhiều Milling nữa và chẳng có ai theo. Rất nguy hiểm, cơ hội dành cho Ibukebe. Bàn thắng được ghi dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Pha bóng mà Ibukebe không bị thổi phạt Việt Vị và anh đã vượt qua cả thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Trước chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý vừa rồi của Ibukebe năm nay, nhưng đã được đăng ký bổ sung thay thế cho Rimari ở phía xa khung thành. Quang Hải. Quang Hải. Văn Quyết. Văn Quyết chạy người dành cho người đồng đội của mình. Người trên người dưới. Văn Quyết không được. Ibukebe. Văn Quyết không kịp. Ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Ibukebe để tạo ra cơ hội dành cho Văn Quyết. Jermaine. Hết sức mất tập trung, không có ai hỗ trợ cả. Không có ai kịp thời có mặt ở điểm nóng ra chân để đánh bại thủ môn Văn Công lần thứ 2 trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số là 3-1.